Dịch COVID-19 vẫn đang khiến nhiều người lo âu khi mỗi ngày qua đi đều có những tin tức không may được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, song song với đó vẫn còn những câu chuyện ấm lòng, hành động đáng yêu giữa mùa dịch bệnh khiến cộng đồng được an ủi phần nào. Dịch COVID-19 vẫn đang là vấn đề cấp bách cần được nhanh chóng giải quyết. Ảnh minh họa, 24 giờ xem thêm, thành phố Hồ Chí Minh không thu học phí trong thời gian nghỉ học vì dịch COVID-19. Nữ bác sĩ xinh đẹp với nguyện vọng, hãy cấp cho tôi một anh người yêu cần đây. Người dùng mạng xã hội của Trung Quốc đã chia sẻ rộng rãi hình một cô y tá đang mặc đồ bảo hộ, trên tay cầm tờ giấy ghi nguyện vọng với nội dung vô cùng đáng yêu. Khi dịch bệnh kết thúc, hãy cấp cho tôi một anh người yêu. Hình ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, đa số đều bày tỏ sự thích thú và nhanh chóng đi săn lùng chủ nhân của thông điệp này. Nữ y tá với nguyện vọng được cấp người yêu sau khi hết dịch ảnh vóc.com.cn. Nữ y tá gây sốt cộng đồng mạng có tên là Điền Phương Phương, 30 tuổi, thuộc Bệnh viện Viện Nghiên cứu Đông y Hồ Nam. Hiện tại, cô đang công tác trong đội y bác sĩ, đến chi viện tại Bệnh viện Dã Chiến ở Vũ Hán. Những hình ảnh đời thường của cô cũng được cộng đồng mạng tìm thấy và dành nhiều lời khen ngợi rằng cô nàng có nét đẹp nhẹ nhàng, xinh xắn. Y tá Phương với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Ảnh Weibo. Ngoài những lời nhắn nhủ nữ y tá hãy cẩn thận giữ gìn sức khỏe, cư dân mạng còn đùa rằng với nhan sắc này thì sau khi kết thúc dịch bệnh, sẽ có nhiều chàng trai xếp hàng dài chờ cô lựa chọn. Xem thêm, Đại học Bách khoa Hà Nội chi 435 triệu đồng mua khẩu trang cho sinh viên nữ y tá với tinh thần lạc quan, truyền động lực cho bệnh nhân. Được biết, y tá Phương cùng đồng nghiệp đã từ Hồ Nam đến chi viện cho Bệnh viện Dã Chiến ở Vũ Hán từ ngày 10 tháng 2 đến nay. Cô đã chủ động đăng ký chi viện vì thấy mình vẫn còn trẻ và độc thân. Sau khi đến đây, công việc của nữ y tá rất bận rộn. Không chỉ chăm sóc bệnh nhân, cô còn đảm nhận cả nhiệm vụ giúp bệnh nhân giải tỏa tinh thần bằng việc hướng dẫn họ tập thể dục và ca hát. Nữ y tá đã chủ động đăng ký đến Vũ Hán chi viện. Ảnh minh họa, Bao Quốc Tê.vn chia sẻ với báo chí về công tác tâm lý của mình. Y tá Phương cho biết, tâm trạng quan trọng lắm, mọi người đều sẽ hồi phục. Đó cũng là câu nói cô hay dùng động viên bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân đã được tinh thần lạc quan và sự nhiệt tình của nữ y tá truyền động lực để cố gắng chống chọi với dịch bệnh. Nữ y tá được bệnh nhân yêu mến vì sự cởi mở, nhiệt tình. Ảnh minh họa, China Daily, nữ y tá xinh đẹp còn chia sẻ thêm, cô còn có ý định học nhảy trên mạng, để có thể biểu diễn cho bệnh nhân thấy phấn chấn hơn. Nhưng cô học mãi vẫn chưa được. Cô tin rằng sau khi dịch bệnh kết thúc, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, cô sẽ có người yêu và dịch bệnh sẽ bị tiêu diệt. Được biết, bố của y tá Phương cũng là bác sĩ và từng công tác ở tuyến đầu chống dịch SARS năm 2003. Ông rất ủng hộ khi biết tin cô đăng ký chi viện tại Vũ Hán. Xem thêm, Nhật Bản cấp iPhone cho hành khách trên tàu bị cách ly vì COVID-19. Hãy cập nhật, chờ đón những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại trang nhé. Virus Corona có đột biến gen giống virus HIV và Ebola. Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu và phát hiện ra virus Corona có đột biến gen giống virus HIV và Ebola. Từ đó họ đã lý giải được lý do vì sao virus Corona lại có thể lây lan với tốc độ chóng mặt và khó kiểm soát như hiện nay. Ngoài ra, virus Corona còn được nhận định có những triệu chứng tương tự SARS nhưng mạnh hơn gấp 1.000 lần. Dựa trên nghiên cứu trên, các nhà khoa học đang ngày đêm tìm hiểu để sản xuất ra loại thuốc đặc trị, giúp nhanh chóng giải quyết được tình hình phức tạp của dịch COVID-19. Xem thêm tại đây, các diễn biến mới nhất về dịch Corona sẽ liên tục được cập nhật tại Daily Blog SY.